Thực sự thì tới cái thời điểm hiện tại bây giờ ấy thì theo như cảm nhận của mình thì cũng chưa có cái bản Windows nào mà làm cho mình cảm thấy là nghe nhạc nó được sướng bằng Windows XP các bạn ạ. Thật sự luôn. Nói ra điều này thì chắc là có nhiều bạn sẽ cười mình, nói là ôi giời, cái Windows XP nó đã khai tử rồi, nó đã chết đi rồi. Giờ này còn ai mà xài nữa, có ông chơi đồ cổ thì ông mới khen ngợi nó như vậy. Thì đây là cái những cái cảm nhận của mình, cái cảm xúc của mình. Thì nếu mà nói về cảm nhận ấy, có thể là nó sẽ đúng với mình nhưng mà nó sai với các bạn. Thôi thì mình cứ nói lên cảm nhận của mình nhé. Thì từ trước giờ ấy, mình sử dụng cái ngày mà đầu mình xài máy tính, lần đầu tiên mình xài đó thì là mình sử dụng Windows 95. Và đến hiện tại bây giờ là đã là Windows 10 rồi. Và mình đã nghe nhạc qua rất là nhiều hệ điều hành và mình cảm thấy là Windows XP nó vẫn là sướng nhất các bạn ạ. Đặc biệt là khi mà nó đã được kết hợp với các sao rời nữa thì nghe không còn gì bằng các bạn. Rất là tuyệt vời. Windows XP nghe cái nhạc của nó lúc nào nó cũng đều 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 từ đầu đến cuối, nó không có bị kiểu như là to nhỏ hoặc là nó bị cái tiếng nhạc bị hỗn đi. Đặc biệt là khi các bạn sử dụng các sao rời nó còn sướng nữa nha. Sao onboard là nghe đã sướng rồi mà sao rời nghe còn sướng nữa. Khi mà chúng ta sử dụng Windows ấy, nếu như chúng ta không có sử dụng những cái phần mềm bên ngoài để nghe nhạc thì thường thường chúng ta sử dụng cái phần mềm là Windows Media Player. Đây là một cái phần mềm gọi là huyền thoại luôn của Windows từ xưa đến giờ đúng không? Huyền thoại luôn. Thì những cái Windows, những cái phiên bản Windows tiếp theo về sau này, kế nhiệm của Windows XP ấy, thì khi mà sử dụng trên Windows Media Player bạn nghe nhạc, cái cảm giác của nó cứ giống như là khi nó cứ to lên lại nhỏ xuống, to lên là nhỏ xuống, nó không có được đều. Còn đối với Windows XP thì bạn nghe lúc nào nó là như vậy, nó không bao giờ thay đổi, nghe rất là đã đó. Thì hôm nay mình tiếp tục chơi cái máy cổ và mình sẽ test cho các bạn thêm một chức năng nữa, đó là chức năng ghi âm các bạn nha. Chức năng ghi âm ở trên Windows XP thì hầu như cái phiên bản Windows nào nó cũng đều có sẵn chức năng ghi âm rồi. Nhưng mà mình sẽ so sánh cho bạn thấy là chức năng ghi âm ở trên Windows XP cộng với cái card Sound Creative 5.1 của mình cho bạn thấy xem là chất lượng nó thế nào. Và mình sẽ so sánh luôn với các bạn trên cái Windows 10 cộng với cái bộ sao card cộng với mic thu âm luôn nha, so sánh cho bạn thấy là hai cái nó có bằng nhau hay không. Rồi chúng ta bắt đầu các bạn nhé. Rồi thì đây là cái máy cổ mình đang chạy Windows XP và có một cạc sao rời đây ha. Thì mình sẽ thu âm bằng cạc sao rời này, cạc sao Creative 5.1 sao Blaster Line của hãng Creative các bạn nha. Đó thì ở đây ấy, mình sẽ sử dụng một cái mic thu âm các bạn nhìn này. Mic này là mic rẻ tiền cực kỳ bèo luôn, nó có tên là Sala M6. Cái mic này mình mua lâu lắm rồi trên Lazada, nó chỉ có giá là 60 ngàn mà thôi. Thì cũng có thể gọi đây là một cái mic mà gọi là mic hàng chợ các bạn nhé, cực bèo. Đấy, mình sẽ kết hợp với lại cái card sound creative của mình ở trên Windows XP và mình sẽ thu âm một đoạn cho các bạn nghe. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng một cái bộ mic thu âm chuyên nghiệp. Ở đây của mình là cái bộ mic AMI BM900 cộng với lại cái sao card K10 ha, SOX K10 để mình so sánh cho các bạn nghe chất âm của hai cái với nhau như thế nào. Rồi thì bây giờ mình sẽ thu bằng cái mic này trước, cái mic rẻ tiền và cái card sound Creative 5.1 ở trên cái Windows XP trước cho bạn coi. Hai các bạn thấy trước mắt đây là màn hình của Windows XP đầu hàng nha. Rồi mình sẽ sử dụng cái trình thu âm có sẵn ở trong Windows XP luôn. Cái này các bạn cứ cài Windows XP vào là các bạn sẽ thấy nó nằm ở cái mục Accessory, có cái mục là Entertainment và nó có cái mục là Sound Recorder nha. Các bạn vào đây các bạn mở ra là sẽ có cái cửa sổ, nó rất là huyền thoại thôi, nhìn thấy là thấy rồi. Rồi mình sẽ tiến hành là mình thu, mình nói thử một đoạn cho bạn coi nha. Rồi chào các bạn nhé, thì hôm nay mình sẽ test thử cho bạn nghe xem là cái mic giá rẻ, có thể gọi là cái mic hàng chợ đấy, chỉ có giá là 60 ngàn mua trên Lazada,
mình kết hợp với lại cái card sao rời Creative 5.1 trên cái Windows XP, và đặc biệt là nằm trên cái máy cổ để mình test cho các bạn nghe thử xem là cái chất âm của nó và cái chất âm của một cái mic thu âm chuyên nghiệp cộng với một card sao thu âm chuyên nghiệp luôn, xem là hai cái như thế nào các bạn nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem ở trên cái mic này ha. Đây là cái mic thu âm chuyên nghiệp đó, cộng với lại cái sao card K10, nó cũng là một cái card sao chuyên nghiệp đấy, để chuyên hát livestream đồ này kia đấy, thì chắc chắn là cái chất lượng nó sẽ tốt hơn rồi đấy, nó chuyên về thu âm mà. Đấy, mình sẽ test cho các bạn một đoạn xem là cái chất âm nó có ok hay không. Rồi và các bạn theo dõi nha. Rồi thì đây là hai cái file thu âm mà mình đã chép vào trong máy. Đây là cái file của máy chạy Windows 10, còn đây là cái file của máy chạy Windows XP. Bây giờ mình sẽ mở hai file lên để test cho các bạn nghe thử nha. Rồi chào các bạn nha. Thì mình bắt đầu mình thu thử trên Windows 10 này các bạn. Đấy thì trên Windows 10 là có sẵn mic thu âm chuyên nghiệp này, các sao chuyên livestream này. Đấy. Tất cả đều ok hết. Thì nghe thử xem là nó có ok không bạn nha. Rồi. Rồi chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ test thử cho các bạn nghe xem là cái mic giá rẻ, có thể gọi là cái mic hàng chợ đấy, chỉ có giá là 60.000 mua trên Lazada, mình kết hợp với lại cái card sao rời Creative 5.1 trên cái Windows XP, và đặc biệt là nằm trên cái máy cổ để mình test cho các bạn nghe thử xem là cái chất âm của nó và cái chất âm của một cái mic thu âm chuyên nghiệp cộng với một card sao thu âm chuyên nghiệp luôn, xem là hai cái như thế nào các bạn nhé. Hello các bạn, thì vừa rồi mình vừa mới cho các bạn nghe thử hai cái bản thu âm, một bản thu từ Windows XP kết hợp với cái cạc sao rời Creative 5.1 sao Blaster Line, với lại một cái mic giá khá là rẻ 60.000 mua trên Lazada, so sánh với lại một cái bản thu âm thu từ Windows 10 kết hợp với bộ mic thu âm chuyên nghiệp cạc sao livestream K10. Thì theo như cảm nhận của mình ấy, cái bản thu âm từ trên cái Windows XP ấy, cái chất âm của nó dày hơn, bass treble rõ ràng. Thì theo mình nghĩ là nó có cái sự hỗ trợ của các sao rời Creative, làm cái các sao khá là chuyên nghiệp, nghe rất là đã. Còn bên Windows 10, cái bản thu âm bên Windows 10, thứ nhất là cái Windows 10 thu âm là mình đã không khoái bằng Windows XP rồi, bởi vì cái âm lượng của nó khá nhỏ, nó không được to bằng cái âm lượng của Windows XP. Và giống như lúc ban đầu mình nói là nó cứ lên xuống ấy, nó không có được đều. Cái thứ hai nữa là cái bộ mic thu âm BM900 cộng với K10, mình nghe mình cảm giác như là nó không có được dày bằng cái thu âm từ Windows XP ha. Nó cái tiếng treble của nó khá là trong đấy, nhưng mà nó lại không có tiếng bạc, cho nên là cái âm thanh của nó không được dày, nghe nó không có được sướng, không có ấm nha. Thì đây chỉ là cái cảm nhận của mình thôi, cũng có thể là đúng với mình và có thể là sai các bạn. Và ở đây mình làm cái bài test nho nhỏ vui vẻ cho anh em xem. Đấy, các bạn thấy là mặc dù là Windows XP đã khai tử rồi, đã chết yểu rồi, nhưng mà ở một cái phương diện nào đó thì vẫn còn rất là chất các bạn nhé. Rồi thì cái video này mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nha. Bye bye. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.